Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có buổi gặp gỡ một số đại diện doanh nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp cho rằng việc Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, trong đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới trong quan hệ hai nước là bước ngoặt mạnh mẽ và tích cực để doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư. Các doanh nghiệp đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy kết nối người dân doanh nghiệp hai nước trong sản xuất và ứng dụng công nghệ, phát triển lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn, viễn thám, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, nhấn mạnh tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm sức mạnh bắt nguồn từ người dân doanh nghiệp. Doanh nghiệp hai nước cần có hành động thiết thực cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mang lại lợi ích cho quốc gia và nhân dân mỗi nước. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ số và chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân doanh nghiệp Hoa Kỳ đến với Việt Nam để chứng kiến sự đổi mới của Việt Nam, khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả và sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, ấm no, hạnh phúc của người dân, cho rằng đây là cách tốt nhất để hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến các cơ quan doanh nghiệp hai nước trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu sản xuất dược phẩm, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực công nghệ số, xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây, thiết kế phát triển phần mềm máy tính, ứng dụng mobile và các dịch vụ tư vấn. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ăn sáng làm việc với một số doanh nghiệp kiều bào tiêu biểu. Lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, thông thoáng của Việt Nam, sự lãnh đạo quản lý đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành năng động, sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo các doanh nghiệp khẳng định cộng đồng người Việt tại đây rất năng động, bà con và các doanh nghiệp đều đoàn kết, hướng về quê hương và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và quan hệ hai nước, tin tưởng vào tương lai ngày càng phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Chia sẻ với lãnh đạo các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Trong đó, kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương với kim ngạch hai chiều đạt 123 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt Kiều tận dụng tối đa cơ hội lớn từ việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan tâm hơn nữa tới thị trường Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, trở thành cầu nối giúp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó đóng góp cho sự phát triển của Hoa Kỳ, Việt Nam và quan hệ hai nước. Đối với những nguyện vọng đề xuất của các doanh nghiệp, Thủ tướng chia sẻ ghi nhận các ý kiến và sẽ đề nghị các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo. Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm với hai phiên thảo luận chuyên đề và một phiên toàn thể, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững chính thức bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các giải pháp cần chú trọng khôi phục niềm tin, tạo sinh khí mới trong môi trường kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 đã thực sự lan tỏa được nhiều thông tin phong phú bổ ích. Diễn đàn đã dành nhiều trọng tâm không chỉ các vấn đề thời sự mang tính ngắn hạn trước mắt mà còn tiếp cận những vấn đề lớn mang tính dài hạn, những xu hướng mới của thế giới, các động lực tăng trưởng mới. Xét về ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, Việt Nam đều cần tập trung phát huy tối đa nội lực, trong đó đề cao, coi trọng năng lực nội sinh, tranh thủ khai tác hiệu quả ngoại lực.
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới là chìa khóa để thích ứng, chống chọi và phát triển trong bối cảnh mới nhiều biến động rủi ro ngày càng gia tăng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cũng là thông điệp xuyên suốt nhất quán gắn liền với chủ đề của diễn đàn được tổ chức lần này. Chủ tịch Quốc hội điểm lại các ý kiến cũng như thông điệp của các diễn giả, chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách trong các phiên họp của diễn đàn. Trong đó lưu ý tinh thần giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài của nền kinh tế. Theo tinh thần đó, các ý kiến tại diễn đàn đều nhất trí rằng cần phải vừa tập trung nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn của nền kinh tế một cách trước mắt nhưng phải hướng vào vấn đề về dài hạn. Vấn đề thứ hai là vừa phải tăng cường cái ý chí tự cường và năng lực nội sinh nhưng mà phải tranh thủ về ngoại lực và tiếp tục đẩy mạnh cái quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam chúng ta. Đây là một xu hướng tất yếu mà không thể đảo ngược. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến các đề xuất thời gian tới của các chuyên gia, trong đó tiếp tục kéo dài các chính sách tiền tệ để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ giải pháp cơ cấu lại thị trường, khai thác hiệu quả thị trường trong nước, cải thiện chính sách bảo hiểm, chính sách tiền lương. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung các ngành có giá trị gia tăng cao, phát huy lợi thế sẵn có, phát triển công nghiệp nền tảng, tập trung nguồn lực hoàn thiện thể chế kinh tế, thúc đẩy cơ cấu kinh tế theo hướng số hóa, xanh hóa, đổi số, khôi phục niềm tin, tạo sinh khí mới cho môi trường kinh doanh, liên kết tạo thế cộng sinh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ với doanh nghiệp lớn. Chiều ngày 19 tháng 9 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thân mật tiếp đoàn đại biểu chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do ông Vương Quốc Sinh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Vương Quốc Sinh khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị truyền thống. Chuyến thăm lần này của đoàn nhằm khảo sát nghiên cứu việc dịch chuyển ngành nghề quốc tế tại Việt Nam. Ông mong muốn trong thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông, khoáng sản, cùng xây dựng một chuỗi cung ứng ngành nghề có sức sáng tạo và giá trị cao. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang chuẩn bị các nội dung để đón đoàn đại biểu cấp cao chính hiệp Trung Quốc và chính hiệp hai tỉnh khu tự trị Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc sang thăm và dự giao lưu hữu nghị lần thứ hai, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2023. Đồng thời đề nghị chính hiệp toàn quốc Trung Quốc phối hợp với các ban, đơn vị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công hoạt động giao lưu hữu nghị này. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí chậm lại một năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81. Mức học phí năm học 2023-2024 sẽ bằng mức học phí năm học 2022-2023 trong Nghị định 81. Từ năm học 2024-2025 trở đi, khung và mức học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5% một năm. Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan, đề xuất chính sách tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Theo thống kê từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, hơn 40.000 giáo viên mầm non, phổ thông bỏ việc. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng lương thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đề xuất với kỳ vọng phần nào giải quyết được thực trạng nhiều nhà giáo bỏ việc thời gian qua. Trước việc nhiều công viên trên địa bàn không có địa điểm giữ xe gây nhiều bất tiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn gửi các sở ngành địa phương về rà soát tổ chức hoạt động trông giữ xe tại công viên công cộng. Thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 391 trên 424 công viên không có bãi giữ xe, gây bất tiện cho người dân có nhu cầu đến vui chơi, tập thể dục. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản khẩn gửi các địa phương liên quan về tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động trông giữ xe tại công viên.
trong đó ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quản lý công viên công cộng có đủ cơ sở tổ chức bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu khác trong công viên theo quy định. Những nơi chưa bố trí được bãi giữ xe trong công viên, các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các điểm trông giữ xe tại khu vực lân cận công viên và lắp đặt các bảng thông tin, hướng dẫn để người dân tiếp cận thuận lợi. Ngoài diện tích nhỏ, nhiều công viên đang gặp khó vì chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc phương án sử dụng tổng mặt bằng nên chưa có cơ sở bố trí bãi giữ xe. Chiều nay, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ việc giải quyết những tồn tại vướng mắc liên quan đến dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Đây là dự án triển khai thi công từ năm 2019, có quy mô là 29 ha với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2023, dự án cơ bản hoàn thành, tuy nhiên hiện đang nảy sinh nhiều bất cập xung quanh việc quy hoạch cũng như khớp nối hạ tầng đồng bộ. Theo quy hoạch tổng thể, dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ có hạ tầng giao thông khớp nối với dự án khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2. Tuy nhiên, dự án này chưa triển khai, dẫn đến việc khu công nghiệp Cẩm Lệ đã hoàn thành nhưng chưa có lối ra vào. Bên cạnh đó, cao trình khu công nghiệp chênh lệch với khu dân cư, cộng với hệ thống thoát nước mưa tại ranh giới được thiết kế không phù hợp, dẫn đến tình trạng nhà của nhiều hộ dân thường xuyên ngập úng. Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị quận Cẩm Lệ phối hợp với các sở ngành tiến hành thực hiện phương án làm đường tạm kết nối với khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1 để thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư. Đối với hệ thống thoát nước mưa, trước mắt có thể tính phương án xây dựng đường dẫn ra sông Cẩm Lệ theo phương án dự phòng, nhưng về lâu về dài cần nghiên cứu thiết kế bài bản phù hợp với quy hoạch khu dân cư trong tương lai. Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4 năm 2017 và dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2022, đến nay dự án hồ chứa nước Cánh Tạng vẫn chưa thể cán đích do vướng mặt bằng và nguồn vốn. Mới đây, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tăng tổng mức đầu tư, gia hạn hoàn thành đến năm 2026 nhằm phù hợp với điều kiện triển khai thực tế. Đề cập nguyên nhân điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 là do tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng công trình đầu mối và hệ thống dẫn nước, cũng vì thiếu vốn thay đổi điều chỉnh nhiều hạng mục dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mới đây dự án được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 3.115 tỷ đồng lên 4.128 tỷ đồng, tăng 1.013 tỷ đồng, đồng thời gia hạn hoàn thành đến năm 2026. Thưa quý vị, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có khoảng 50 mỏ khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác. Năm 2022 có hơn 10 đơn vị vi phạm khai thác khoáng sản bị xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay mới chỉ xử lý được 3 đơn vị vi phạm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục có văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản và yêu cầu xử lý cương quyết đối với những tổ chức cá nhân vi phạm. Bàn về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thẳng thắn chỉ rõ việc tổ chức thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm minh đối với các doanh nghiệp vi phạm nhiều lần và thậm chí có hiện tượng móc nối giữa các cán bộ, công chức với doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Trong khi đó, camera giám sát tại các mỏ lại chưa được kết nối với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, gây bất cập trong công tác quản lý vị trí và khối lượng khai thác. Và hệ thống giám sát và hệ thống camera thì đề nghị là nên kết nối với địa phương, đối địa phương theo dõi, cơ cả xã và huyện để theo dõi cái hoạt động của các cái mỏ này. Thì cái đấy là một cái kênh giám sát rất là tốt, nhưng mà lâu nay chúng ta chưa kết nối được. Đối với những doanh nghiệp mà được xử phạt nhiều lần mà vẫn còn tái diễn vi phạm thì phải kiên quyết tham mưu cho Ủy ban tỉnh để mà thu hồi giấy phép. Bên cạnh đó thì cũng không cho tham gia các cái mỏ để mà khai thác sau này. Ngoài yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để. Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Truyền hình Nhân dân, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định sẽ xử lý cán bộ, viên chức nếu phát hiện tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bạch hầu tại Hà Giang, Điện Biên khiến 3 ca tử vong, mới đây Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế 63 địa phương và Y tế các bộ ngành, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu cho toàn bộ nhân viên y tế. Công văn yêu cầu rà soát quy trình trang thiết bị thuốc vật tư theo hướng dẫn để tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc cách ly thu dung điều trị người bệnh bạch hầu theo quy định, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong, bảo đảm phòng lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh. Các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ bạch hầu ưu tiên lựa chọn kháng sinh theo hướng dẫn, lấy mẫu ngay để làm xét nghiệm nhuộm soi tìm vi khuẩn, triển khai cho người tiếp xúc uống thuốc kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn. Ngoài việc tăng cường theo dõi phát hiện sớm các biến chứng để kịp thời xử trí, chuyển tuyến khi cần thiết, Bộ Y tế yêu cầu với các ca bệnh khó, ca bệnh nặng cần hội chẩn chuyên môn xin ý kiến tuyến trên trước khi chuyển tuyến. Hà Nội phát hiện thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 15 quận huyện. Đáng chú ý, nhiều ổ dịch ghi nhận tại các quận nội thành. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua thủ đô đã ghi nhận 2.010 ca mắc sốt xuất huyết. Ca bệnh ghi nhận tại 29 quận huyện. Số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với các tuần cuối tháng 8. Các địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết trong tuần là Phú Xuyên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, Đan Phượng, Thanh Oai, Thanh Trì. CDC Hà Nội đánh giá, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với ca mắc không ngừng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 47.000 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng Hà Nội ghi nhận 2.750 ca, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Độ tuổi các ca mắc rất đa dạng và dễ mắc ở trẻ nhỏ. Số ca mắc sốt xuất huyết đang tiếp tục có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương. Các chuyên gia lo ngại, trong tháng 11 và 12 tới, có thể sẽ là đỉnh dịch của sốt xuất huyết năm nay. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch như diệt bọ gậy, loang quang, ngủ mắc màn, không để muỗi đốt. Từ đầu năm đến giờ thì số lượng bệnh nhân khám là 344 bệnh nhân. Trong đó thì số lượng bệnh nhân điều trị nội trú từ đầu năm là 439 bệnh nhân. Và đặc biệt tập trung vào những tháng từ tháng 8 và tháng 9. Riêng trong tháng 9 thì số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa đã 115 bệnh nhân, là chiếm đến 1/4 số lượng bệnh nhân trong cả năm. Khi trẻ có các cái dấu hiệu bất thường, ví dụ sốt này, nổi nốt ở trên người, nổi ban này, hoặc những cái biểu hiện ho nhiều, ho tăng, khò khè nhiều, thì nên đưa trẻ đi đến khám sớm để bác sĩ có những cái chẩn đoán, định hướng điều trị sớm kịp thời. Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc và nhập viện tăng vọt so với những năm trước. Bên cạnh đó, thời tiết bắt đầu vào mùa đông, có nguy cơ bùng phát một số bệnh gây dịch khác như cúm, sởi, thủy đậu, adenovirus. Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay cũng đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị. Trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu cảnh báo. Với số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao như hiện nay, nhiều trường hợp vào nhập viện trong tình trạng muộn. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân khi thấy sốt cao mệt mỏi nhiều đã gọi truyền nước tại nhà hoặc ra các phòng khám tư nhân để thực hiện. Việc này theo các bác sĩ là vô cùng nguy hiểm, khi năm nào cũng ghi nhận các ca tử vong vì sau khi tự ý truyền dịch tại nhà. Hai bạn sinh viên này sống cùng khu trọ và đồng thời cùng bị mắc sốt xuất huyết. Trong những ngày đầu của bệnh, vì sốt cao, mệt mỏi nhiều nên cả hai đã gọi bác sĩ tư về nhà truyền hạ sốt và hai chai nước. Tuy nhiên sau đó tình trạng không đỡ, tiểu cầu giảm mạnh, cả hai đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bà em bị ngay hôm trước thì hôm sau mình bị thì hai anh em gọi truyền nó đỡ được một lúc đấy thì hôm sau nó vẫn sốt cao thì bạn bè đưa đi viện luôn. Nhiều người khi mắc sốt xuất huyết cảm thấy mệt mỏi, rã rời, sốt cao, đi đứng không vững và không thể ăn uống, nên tự ý truyền dịch với hy vọng bệnh nhanh khỏi. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả các trường hợp mắc sốt xuất huyết đều cần truyền dịch. Việc tự ý truyền không thể giúp bệnh nhân cải thiện ngay được tình trạng bệnh, mà còn làm nặng thêm. Ở những cái mùa dịch trước thì chúng tôi cũng đã gặp những cái tình trạng đấy không được tuân thủ đúng. Thì dẫn đến là có truyền dịch nhưng mà cái việc truyền dịch đấy đã không hiệu quả và làm cho tình trạng thoát huyết tương mạnh hơn, rõ đó là dẫn đến cái tình trạng sốc giảm thể tích và nó dẫn đến một cái vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn, đấy là tổn thương gan, tổn thương thận cũng như rối loạn về thăng bằng kiểm toan, và khi đến được vận chuyển
đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thì đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Nếu mà được hỗ trợ như của nhân viên y tế mà truyền nước trong những lúc sốt cao, những cái ngày đầu thì cũng được. Thế nhưng còn những ngày sau thì phải căn cứ vào những cái khám của bác sĩ cũng như là kết quả xét nghiệm để không chỉ định truyền dịch lan tràn, bởi vì nếu mà truyền dịch lan tràn thì rất dễ bị thừa nước và nguy hiểm đến tính mạng. Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, do vậy để bảo đảm tính mạng người bệnh tuyệt đối không được tự ý truyền dịch tại cơ sở tư nhân. Việc truyền dịch phải có chỉ định của bác sĩ tại cơ sở y tế cho phép để khi có sự cố được xử lý kịp thời. Từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bùng phát dịch bệnh đau mắt đỏ với tốc độ lây lan nhanh, số người mắc ngày càng tăng. Đặc biệt xuất hiện nhiều ổ dịch ở các cơ sở giáo dục, trường mầm non, tiểu học, cơ sở kinh doanh, tình trạng đau mắt đỏ lây lan khó kiểm soát. Ghi nhận tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện có hơn 10.000 học sinh bị đau mắt đỏ. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca đau mắt đỏ cao nhất. Nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Có đến là 139 em hiện tại đang đau mắt đỏ, nhưng trong số đó thì một nửa số em đó vẫn đi học bình thường. Nhà trường cũng rất là mong muốn phụ huynh để các em ở nhà. Trong tình trạng các em bị đau mắt rất là nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc lây lan dịch bệnh trong trường học. Bệnh viện mắt tỉnh Đắk Lắk trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 300 ca đau mắt đỏ, trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ và học sinh. Người mà bị bệnh đau mắt đỏ khi mà đi ra nơi công cộng thì phải đeo khẩu trang, đeo kính để mà mình tránh cái nguồn lây ra cộng đồng. Ngành y tế Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị theo đúng các quy định của Bộ Y tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.